thứ hai của bệnh viện tỉnh Đa khoa tỉnh Gia Lai. Xin mời đầu cầu Gia Lai kết nối. Kính thưa các thầy các cô ở Viện Tim Hà Nội, em ở đầu cầu Gia Lai báo cáo ca lâm sàng hội chứng trực tuyến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Thứ nhất là bệnh nhân nam 58 tuổi, hiện bị ngộp đau đau dọc hai chân cánh tay phải và đau đầu dữ dội. Khi đang đứng giặt đồ thì ngã và va cánh tay vào bậc thềm, đập đầu xuống đất, cách lúc vào viện khoảng 3 tiếng, sau đó mệt, khó thở nhiều, đau cánh tay phải nhiều, hạn chế vận động, sau đó được người nhà đưa vào viện. Về tiền sử, bệnh nhân có đái tháo đường type 2, điều trị thuốc uống không thường xuyên, tăng huyết áp. Về thăm khám, bệnh nhân tỉnh, kích thích, mệt, khó thở nhiều, không phù, không xuất huyết dưới da. Tay trái, huyết áp 200 trên 100, SpO2 90%, mạch quay rõ, tần số 97 lần trên phút. Tay phải, huyết áp không đo được, mạch cánh tay, mạch quay không bắt được, SpO2 tay phải không đo được, đau dữ dội dọc cánh tay xuống cẳng tay, chi lạnh nhạt, mất cảm giác nông, mất vận động, phổi nhiều rang ẩm ở đáy phổi, bụng mềm, hai chi dưới vận động bình thường, mạch mu chân bắt rõ không yếu liệt. Về cận lâm sàng khi nhập viện tại khoa cấp cứu, thấy rõ nhịp xoang trục trung gian tần số 97 lần trên phút, QS từ V1 đến V3. Sau đó bệnh nhân được nhập khoa cấp cứu tim mạch, điện tâm đồ thấy nhịp nhanh xoang, có trục trung gian, có ngoại tâm thu nhĩ, xen kẽ ngoại tâm thu thất, QS V1 đến V3. Ở hình ảnh CT và X-quang tại khoa cấp cứu, hình ảnh CT cho thấy chưa phát hiện bất thường trên hình ảnh CT. X-quang cho thấy hình ảnh bóng tim lớn và tăng tuần hoàn phổi. Về sinh hóa khi nhập viện, các sinh hóa trong giới hạn bình thường, có công thức máu có HCT hơi tăng là 56% và creatinine hơi tăng là 150 micromol trên lít. Và siêu âm tại giường thấy hình ảnh co bóp trên tích côn giảm và hình ảnh buồng nhĩ trái giãn và không thấy huyết khối, hiện tại không thấy huyết khối khi siêu âm qua thành ngực. Ép tích côn đo được là 46%. Hình ảnh có hở hai lá mức độ vừa. Và khi siêu âm động mạch chủ bụng thì hiện tại thì không thấy lóc tách của động mạch chủ bụng. Và siêu âm động mạch dưới đòn, động mạch nách và động mạch cánh tay, ngoài đoạn đầu động mạch dưới đòn dòng chảy tốt, thông thoáng. Khi chia qua động mạch nách thì thấy rõ huyết khối bắt đầu từ vòng chia ra động mạch nách và xuống động mạch cánh tay vẫn thấy rõ huyết khối. Đây hình ảnh không thấy dòng chảy khi ở động mạch cánh tay. Đây hình ảnh thấy rõ huyết khối và dòng chảy thô hẹp ạ. Chẩn đoán là kết quả tắc động mạch nách, động mạch cánh tay, tiến tới động mạch quay và trụ phải do huyết khối, siêu âm tim, chức năng tâm thu, thất trái trung gian, hở nhẹ van hai lá, ba lá, tĩnh mạch chủ dưới 18 trên 12 mm. Chẩn đoán tắc động mạch nách, cánh tay phải do huyết khối, phù phổi cấp, suy tim, chức năng tâm thu, thất trái trung gian, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân được xử trí ban đầu với thở oxy, dùng lợi tiểu furosemide, hai ống kháng aldosterone, Mejathion 25 mg, Isosorbid 10 mg, Captopril 25 mg và Lovenox 0,6 ml tiêm dưới da, hội chẩn khẩn ngoại tổng hợp và chuyển mổ lấy huyết khối động mạch nách, động mạch cánh tay, động mạch quay, động mạch trụ phải. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về lại khoa tim mạch cấp cứu, tổng thời gian là 4 tiếng. Sau 7 tiếng kể từ lúc nhập viện thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc chậm, huyết áp 129 trên 60, mạch 75 lần trên phút, vết mổ không chảy máu, mạch quay tay phải bắt rõ, SpO2 95%, chi ấm, xử trí thêm, dùng kháng sinh cefoxitin 2 g tĩnh mạch chậm, heparin truyền liên tục. 7 giờ sáng ngày thứ hai, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc chậm, yếu 1 phần 2 người trái, thở mệt, khò khè thanh quản, mất phản xạ ho, Glasgow E3 V3 M5, CT scan sọ não, kết quả tổn thương giảm tỷ trọng bán cầu não phải, tổn thương giảm tỷ trọng bán cầu tiểu não trái, điểm nít lớn hơn 26 điểm. Và siêu âm động mạch cảnh phải tại giường thấy huyết khối bám dọc động mạch cảnh trung và động mạch cảnh trong. Có troponin là từ 18,3 nanogram trên ml tăng lên 32 nanogram trên ml.
Sau đó chuyển heparin Lovenox sang Lovenox tiêm dưới da 2 lần trên ngày, sử dụng kháng sinh cefoxitin 2g nhân 2 lần trên ngày, Flavit, Crestor, Cartergim 25mg, Isosorbit, lợi tiểu, Becosemit, insulin 20 đơn vị trên ngày, Celebrolidin 10mg nhân 1 ống trên ngày. Bệnh nhân được tiến hành đọc xong tiểu, xong dạ dày, theo dõi sát. Điện tim cho thấy hình ảnh ST âm nhỏ các chuyển đạo thành ngực. Từ ngày thứ 3, bệnh nhân lơ mơ Glasgow 10 điểm, thở mệt, nhịp thở không đều, SpO2 95%, oxy qua ngạnh mũi 3 lít trên phút, nhịp tim đều, mạch 100 lần trên phút, huyết áp 120 trên 80, phổi nhiều răng ẩm, nước tiểu ít, khoảng 500ml trên 24 giờ, sốt 38,5 độ C liên tục. Được xử trí dùng paracetamol 0,5 gram mỗi 6 tiếng, mannitol 20%, nâng 2 chai trên ngày. Từ ngày thứ 6, bệnh nhân hôn mê Glasgow 6 điểm, rối loạn nhịp thở, huyết áp 180, 140 trên 80, mạch 110 lần trên phút, nước tiểu ít, được chuyển hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập, mốt ACVC, thể tích 150ml, BIP 5, FiO2 60%. Creatinine, ure và nước tiểu qua các ngày đang có xu hướng tăng, nước tiểu tăng lên, creatinine xu hướng tăng lên, chưa có xu hướng giảm xuống. Về đường huyết, hiện tại bệnh nhân chưa kiểm soát được, vẫn còn đang dao động. Hồi sức tích cực đang được điều trị bằng insulin nhanh, hòa đủ 50ml dung dịch natri clorua 0,9% và truyền xi lan điện tốc độ 50ml/giờ. Bạch cầu qua các ngày thì bạch cầu sau phẫu thuật bạch cầu tăng lên, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 bạch cầu giảm xuống còn 8,3. Tình trạng hiện tại ngày thứ 10, Glasgow E1 V nội khí quản M3, thở máy MOS ACVC, suy thận creatinine còn cao, đường huyết chưa kiểm soát được, huyết động ổn, điện giải đồ không rối loạn, đồng tử khoảng 3mm đáp ứng với ánh sáng. Đây siêu âm lại khi tại thời điểm ngày thứ 10. Ta thấy tim bóp kém, giảm động nhiều ở vùng đáy tim, mõm có bóp bù trừ. Hình ảnh động mạch cảnh bên phải không thấy huyết khối, lởn vởn như ngày thứ 2. Hình ảnh tĩnh mạch chủ dưới của bệnh nhân. Động mạch cảnh dòng chảy tốt. CT scan chụp lại tổn thương giảm đồng độ bán cầu não phải, tiểu não trái, hình ảnh mức dịch máu ở bán cầu não phải. Hiện tại có ure 58,2 mmol trên lít, creatinine 431 micromol trên lít, natri 144, kali 4.3, clo 118, bạch cầu 25,8 và neutrophil chiếm ưu thế và khí máu không rối loạn. Các vấn đề còn tham vấn: sự hình thành của bão huyết khối có thể bắt đầu từ đâu, với cơ sở vật chất hiện tại xử trí ban đầu như vậy đã được chưa, có hay không nên tiêu sợi huyết ngay từ ban đầu, trong trường hợp có DSA vậy có nên hút huyết khối bằng dụng cụ khi bệnh nhân đã có tổn thương nhu mô não nhưng thấy huyết khối nhiều ở động mạch cảnh, việc sử dụng chống đông trên bệnh nhân này sau các ngày nằm viện sẽ như thế nào, trong bối cảnh vừa huyết khối động mạch cánh tay, nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, vậy chiến lược có DSA sẽ như thế nào? Em xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn một cái bệnh án rất là phức tạp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bây giờ tôi xin mời ý kiến của thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị An, là phó trưởng khoa khám bệnh, phó trưởng khoa nội của Bệnh viện Tim Hà Nội. Vâng, xin kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, kính thưa các anh chị đồng nghiệp ở các đầu cầu ạ. Cảm ơn bác sĩ Lam về cái bệnh án khá là chi tiết về cái một ca bệnh, thì thực sự là ca này một ca rất là phức tạp và là một ca khó, nhưng tuy nhiên trên ca này chúng ta cũng có rất nhiều điểm chúng ta có thể học được. Chúng ta quay lại về cái ca lâm sàng là một bệnh nhân nam 58 tuổi vào viện trong bệnh cảnh một cảnh bệnh nhân đau đầu dữ dội kèm theo đau dọc ở cánh tay bên phải. Khi vào viện thì khi chúng ta nghe hết câu chuyện của bệnh nhân thì cái vấn đề đặt ra cho bệnh nhân này là câu hỏi đầu tiên đấy là cái tiếp cận ban đầu của chúng ta có bỏ sót cái tai biến mạch não từ đầu hay không. Bệnh nhân vào viện trong bệnh cảnh một cái đau đầu dữ dội kèm theo đau dọc cái tay bên phải thì, và khi mà chúng ta làm siêu âm ngay tại thời điểm vào viện thì phát hiện ra là bệnh nhân có tắc động mạch cánh tay bên phải. Cái triệu chứng ban đầu của bệnh nhân thì không rõ là cái hôm đấy chúng ta vì là chúng ta đã khám rất kỹ rồi hay là chúng ta vì là bị ảnh hưởng bởi cái tắc mạch tay mà mình hơi bỏ qua một chút những vấn đề liên quan đến tai biến mạch não, mặc dù các bác sĩ có tiến hành chụp sọ não rồi
Tuy nhiên bởi vì bệnh nhân vào viện vào giờ thứ 3, tức là chúng ta biết là trong tai biến mạch não với trong 3 giờ đầu thì trên cái phim CT thường không có tiêm thuốc cản quang thì đa phần là chúng ta sẽ chưa thấy cái tổn thương trên sọ não. Đấy là cái vấn đề đầu tiên trên bệnh nhân này. Vấn đề tiếp theo là sau khi bệnh nhân được chẩn đoán là huyết khối tắc mạch tay thì rất đáng tiếc là chúng đã thăm dò được đánh giá về cái huyết khối mạch tay thì theo mình nghĩ tại cái thời điểm mà lúc bệnh nhân vào viện bởi vì chúng ta không có nhiều phương tiện nhưng cái máy siêu âm chúng ta có thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta sẽ thăm dò luôn tất cả các mạch khác bởi vì bệnh nhân vào viện trong bệnh cảnh của huyết khối tắc mạch trên nền một bệnh nhân nam giới 58 tuổi tiền sử đái đường chức năng tim khá kém thì cái câu hỏi đặt ra đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến là cái này nó cái huyết khối đấy từ đâu và thường là khi mà có huyết khối từ tay chúng ta cố gắng nên tầm soát các cái mạch máu khác nữa lại để tránh những cái vấn đề bỏ sót thì tại thời điểm này có thể khi nếu chúng ta quét lên cái mạch cảnh thì có thể chúng ta phát hiện ra một số cái vấn đề bất thường trên mạch cảnh thì mình sẽ gợi ý được nhiều đến cái hướng điều trị gọi là tốt hơn cho bệnh nhân. Bệnh nhân sau khi được mổ xong về là đến tức là bệnh nhân vào viện giờ thứ 3 sau khi triệu chứng đầu tiên mổ mất 4 tiếng sau đó về khoa tim mạch là giờ thứ 7 thì tại giờ thứ 7 thì thấy cái đánh giá của chúng ta là bệnh nhân có tiếp xúc chậm. Thì cũng tại thời điểm này nếu chúng ta đánh giá lại một bệnh nhân một lần nữa lúc mà cái chi nó đã vận động này được rồi, cái tay phải nó đã hết đau và đã giải quyết được huyết khối rồi thì lúc đấy có thể đánh giá lại. Tại thời điểm đấy nếu chúng ta đi chụp CT tại thời điểm này thì có thể chúng ta cũng sẽ tránh cái bỏ sót được cái tai biến mạch não cho bệnh nhân. Bởi vì thực sự cái câu chuyện của bệnh nhân đến bây giờ là cái tai biến mạch não để phát hiện muộn quá. Tại thời điểm phát hiện ra tai biến mạch não thì các anh chị phát hiện ở giờ thứ 19. Tại thời điểm này thì các cái can thiệp về tai biến mạch não về cơ bản thì về mặt can thiệp huyết khối tiêu sợi huyết là không còn chỉ định. Can thiệp về hút huyết khối thì chỉ định cũng rất là hạn chế. 19 sau triệu chứng đầu tiên đấy ạ. Có một cái nữa, đấy là vấn đề đầu tiên của bệnh nhân, tức là cái tiếp cận ban đầu chúng ta cố gắng làm sao chúng ta tiếp cận bệnh nhân một cách toàn diện để tránh cái bỏ sót những cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân mà chúng ta giúp có thể điều trị tốt hơn cho bệnh nhân. Cái vấn đề thứ hai trên bệnh nhân này là vấn đề sử dụng chống đông và chống ngưng tập tiểu cầu. Chúng ta biết là với bệnh nhân hiện tại bây giờ với bệnh nhân này chúng ta sẽ đánh giá là tiếp cận bệnh nhân đột quỵ não. Thì chúng ta biết là trên đột quỵ não thể nhồi máu não chúng ta người ta chia ra bốn nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là những nguyên nhân liên quan đến tim mạch, tức là tất cả những cái nguyên nhân đưa huyết các cái cục máu đông từ tim. Trên bệnh nhân bệnh van tim cơ học đang dùng chống đông hoặc bệnh nhân dung nhĩ hoặc các bệnh van hậu thấp. Nguyên nhân thứ hai là nhóm nguyên nhân các bệnh lý mạch máu lớn. Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân các bệnh lý mạch máu nhỏ và cái nhóm nguyên nhân thứ tư là cái nhóm không rõ nguyên nhân khi người ta không tìm được các cái nguyên nhân trong ba nhóm nguyên nhân trên ấy. Thì với từng nhóm nguyên nhân đột quỵ não thì người ta có cách tiếp cận sử dụng chống đông và chống ngưng tập tiểu cầu nó cũng sẽ khác nhau. Chúng ta biết là với trường hợp tất cả các trường hợp mà huyết khối từ tim hoặc là những cái nguyên nhân mà mình nghĩ là cái nguyên nhân nguyên thuyên tắc từ huyết khối thì việc sử dụng chống ngưng tập tiểu cầu là mình sẽ không có chỉ dùng chống ngưng tập tiểu cầu mà trong trường đấy chúng ta sẽ nghĩ đến việc nếu dùng điều trị lâu dài cho bệnh nhân sau này là chúng ta sẽ dùng chống đông nhóm kháng vitamin K hoặc là nhóm chống đông thế hệ mới. Tại thời điểm lúc vào viện của bệnh nhân này thì các anh chị bởi vì chúng ta nhìn đánh giá là bệnh nhân có huyết khối tắc mạch chi thì mình có dùng Lovenox. Thì đặt câu chuyện là nếu trong trường giả sử bệnh nhân này chỉ có huyên tắc mạch chi thôi, tức là không có vấn đề mạch máu khác thì cái tại thời điểm đấy thực ra lựa chọn trong cái khuyến cáo để điều trị chống đông thì chúng ta cũng nên dùng nhóm heparin không phân đoạn truyền để chúng ta kiểm soát về việc mặt cái đông máu tốt hơn. Chỉ định đi can thiệp mà hút mạch chi nếu trong trường mà bệnh nhân chỉ có huyết tắc mạch chi thì chỉ định chúng ta chỉ định làm lấy huyết khối là không có chỉ định bàn cãi trong 3 giờ đầu như vậy. Tuy nhiên vì chúng ta bị mismatch như cái triệu chứng của tai biến mạch não cho nên là mình để cái tai biến nó bị bỏ sót. Cái điều trị tiếp theo đó là tại thời điểm khi chúng ta đã biết là bệnh nhân bị nhồi máu não rồi thì trong cái trong phác đồ điều trị nhà mình bởi vì mình đánh giá là trên điện tim mình có cái dấu hiệu của ST chênh xuống, T âm ở các truyền đạo trước tim, nghi ngờ men tim thì tăng nhiều. Và chúng ta điều trị theo hướng mạch vành. Tuy nhiên tại thời điểm đấy mình đã biết cái tổn thương trên não. Tổn thương trên não bệnh nhân tại thời điểm 19 giờ sau khi chụp lại thì là tổn thương nhồi máu não diện rộng bán cầu não bên phải. Thì cái tổn thương nhồi máu não diện rộng bình thường với những tổn thương như thế thì cái thể mà chuyển dạng xuất huyết rất là cao. Cái tỷ lệ gần như đa phần các bệnh nhân đều có cái triệu chứng chuyển dạng xuất huyết sau đó.
Cho nên việc dùng chống đông hoặc là chống tập tiểu cầu cho những nhóm bệnh nhân này thì thực sự thận trọng, và khi mà người ta đánh giá nguy cơ huyết khối rất cao thì mới dùng. Thường những trường hợp này chúng tôi cũng không dám dùng chống đông cho những bệnh nhân với tai biến mạch não và nhồi máu não diện rộng trong ít nhất trong 7 ngày đến 12 ngày đầu. Cái vấn đề tiếp theo trên bệnh nhân này nữa mà chúng ta cần rút kinh nghiệm đó là cái trường hợp mà bệnh nhân vào viện có một cái huyết áp khá cao. Bởi vì chúng ta nhận định đây bệnh nhân bị phù phổi cấp, tức là nghe phổi có gian ẩm rồi chức năng tim kém. Cho nên chúng ta có hạ huyết áp khá là tích cực, dùng captopril, dùng lợi tiểu. Sau đó khi đi mổ về huyết áp bệnh nhân đã xuống đến 120 rồi. Thì em nghĩ là cái đây là cái huyết áp nó xuống này cũng là một cái yếu tố tạo thuận, nó làm cho cái tổn thương não nó tiến triển nhanh và nặng hơn. Thì cái vấn đề về dùng thuốc huyết áp cũng phải thận trọng. Cái điều trị hiện tại với tại thời điểm vào viện, các bạn đánh giá chức năng tim là EF là khoảng 47% tại thời điểm vào viện. Cái nhóm kháng aldosterone thì thực ra là mình cũng không cần phải dùng ngay lập tức tại thời điểm mà mình phát hiện ra chức năng tim giảm, bởi cái nhóm đấy là chúng nó ta sẽ ép thêm vào cái điều trị suy tim nền. Thường chúng tôi dùng là trước khi bệnh nhân ra viện, khi đánh giá cái chức năng thận nó không quá nặng các thứ. Thì tại thời điểm lúc đấy creatinine là 150 thì có thể các cái trường hợp như vậy thì chúng ta không cần phải ép luôn cái thuốc nhóm kháng aldosterone trong cái phác đồ điều trị suy tim của bệnh nhân. Trong các câu hỏi của các bác sĩ ở Viện Gia Lai là cái câu thứ nhất là cái sự hình thành cái cơn bão huyết khối từ đâu, thì thực sự là để gọi là khẳng định chắc chắn trên nhóm bệnh nhân này thì nó không có câu trả lời chắc chắn. Tuy nhiên cái nguyên nhân nghĩ nhiều hơn đấy là do cái thuyên tắc về mặt cục máu đông. Tức là cục máu đông hình thành hệ thống có thể từ tim, có thể trên dòng tuần hoàn, nó gây ra tắc các cái mạch, tắc mạch nhiều nơi và nhiều vị trí như vậy. Bệnh nhân điện tâm đồ thì mặc dù nhịp tim nó không đều nhưng nó vẫn là nhịp xoang và có cái cơn nhịp nhanh nhĩ. Có cơn thì nhanh nhĩ tại thời điểm vào viện thôi. Cái câu thứ hai là cái cơ sở vật chất hiện tại thì cái xử trí ban đầu như vậy đã được chưa, thì đấy là những cái góp ý như trước đấy. Thì nếu mà chúng ta với cơ sở vật chất hiện tại chúng ta chỉ có máy siêu âm như vậy, thì khi mà chúng ta quét cái mạch tay thì chúng ta cố gắng quét lên tất cả các mạch máu khác để chúng ta tránh bỏ sót cái tổn thương là một. Cái thứ hai nữa, trong chụp CT, các bạn đã chụp được CT sọ não vào giờ thứ 3 thì nếu được thì chúng ta chụp được CT sọ não có tiêm thuốc phản quang, cái CTA, CT angio ấy, thì bệnh nhân này sẽ không bị bỏ sót cái tai biến mạch não tại thời điểm vào viện, và cái hướng điều trị của chúng ta sẽ tốt hơn. Cái câu thứ 3 các bạn có thắc mắc đấy là cái chúng ta có hay không nên tiêu sợi huyết ngay từ đầu. Nếu tại thời điểm bắt đầu bệnh nhân vào viện trong giờ thứ 3 sau khi ấy mà chúng ta đánh giá là bệnh nhân có nguy cơ bị tai biến mạch não, chúng ta sụp được cái CT sọ não là tại thời điểm đấy không có tổn thương xuất huyết. Thì về mặt chỉ định, nếu đúng là cái đột quỵ và xảy ra tại thời điểm lúc bệnh nhân ở nhà thì cái chỉ định tiêu sợi huyết là có thể dùng trong trường hợp bệnh nhân này. Bởi vì trong giờ thứ 3 thì người ta có thể dùng tiêu sợi huyết. Tuy nhiên chúng ta sẽ đánh giá tầm soát xem cái vị trí tắc mạch ở đâu, bởi vì với trường hợp mà tắc cái mạch lớn gây nhồi máu não thì ngoài tiêu sợi huyết người ta sẽ có cần phần tiếp theo người ta sẽ phải dùng cái biện pháp can thiệp hút huyết khối bằng can thiệp phối hợp thêm, chứ tiêu sợi huyết nó sẽ không đủ để giải quyết vấn đề cho bệnh nhân. Về cái thắc mắc của các bác sĩ về cái trường hợp là có chụp DSA hút huyết khối bằng dụng cụ khi bệnh nhân đã tổn thương nhu mô não không, tức là cái đấy là với cái bệnh sử bệnh nhân này là giờ thứ 19, thì câu này chắc là sẽ xin ý kiến của bác sĩ Văn về chuyên về tim mạch can thiệp và các mạch não, để tiến sĩ Văn sẽ cho những ý kiến chuyên sâu hơn về cái chỉ định can thiệp hút huyết khối này. Vấn đề sử dụng chống đông trên bệnh nhân này, các ngày nằm viện thì thực ra là cái bệnh nhân này cái tại thời điểm bây giờ là ngày thứ 10, một cái tai biến nhồi máu não diện rộng, hôn mê Glasgow khoảng 6 điểm, 5-6 điểm. Đã chụp và các bạn chụp lại ngày thứ 10 là đã có chuyển dạng xuất huyết rồi, thì thực sự là cái với bệnh nhân này thì gần như các thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu chúng ta sẽ không dùng được, và chúng ta sẽ phải theo dõi và đánh giá lâm sàng thì xem thời điểm nào có thể bắt đầu dùng lại. Còn tại thời điểm này chúng tôi sẽ không dám dùng những cái thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu với những bệnh nhân như này. Mặc dù chúng ta đối mặt với cái nguy cơ của cái huyết khối tăng lên, nhưng mà cái tỷ bình thường cái chuyển dạng xuất huyết gọi tự nhiên của cái những cái nhồi máu não diện rộng như thế này là nó đã xảy ra rất là tỷ lệ rất là cao rồi. Đấy là những cái vấn đề liên quan về mặt nội khoa. Mình xin góp ý về cái bệnh án của bên Gia Lai ấy. Thì các bạn có câu hỏi không, và sau đấy nếu không hỏi thì cứ xin ý kiến bác sĩ ấy.
tiến sĩ Hoàng Văn về việc cái vấn đề chỉ định can thiệp ở cái huyết khối động mạch cảnh với động mạch não trên bệnh nhân này ạ. Các đồng nghiệp ở Gia Lai các bạn có nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ thưa thầy ạ. Vâng, bây giờ có lẽ xin ý kiến của tiến sĩ Hoàng Văn. Bác sĩ Mạnh xem trước hả? Trước khi em có ý kiến em xin được xem cái hình ảnh ý kiến bác sĩ Mạnh về CT, hình ảnh CT sọ não. Nhờ bác sĩ Lam chiếu lại cái CT từ cái CT đầu tiên bệnh nhân vào viện cho đến các ngày tiếp theo vậy ạ. Có thể. Đây là CT khi mới vào viện ạ. Bác sĩ để cái slide này dùng. Thì thực ra thì cũng đồng ý với bác sĩ An đấy ạ, bởi vì CT sọ không tiêm trong những giờ đầu ấy, nó có giá trị rất là ít ấy. Thông thường thì mình sẽ không nhìn thấy vùng tổn thương của nhu mô não đấy. Thì khi mà mình không nhìn thấy những vùng tổn thương đó thì mình có thể tìm những cái dấu hiệu gián tiếp gây tắc mạch ở trên cái phim CT đấy. Cho em xin lại cái slide cái. Cái slide phim CT ạ, em không nhìn thấy đâu. Đó, đúng rồi. Ở trên cái phim CT này thì nếu mà mình quan sát kỹ hơn một chút ấy, thì mình cũng có thể thấy được cái dấu hiệu của tắc động mạch não giữa bên phải đấy ạ. Đó là cái lát, cái hàng thứ 1, 2, 3, 4, cái hàng thứ 4, cái lát ngoài cùng ấy. Thì mình nhìn thì mình có thể thấy cái dấu hiệu là tăng tỷ trọng của cái động mạch não giữa bên phải đó. Các anh chị có nhìn thấy không ạ? Thì cái này cũng là một trong những cái dấu hiệu gợi ý đấy ạ. Có thể là đây là cái vùng tắc mạch do cục máu đông đấy ạ. Ở đây em không chỉ được ạ. Bạn em vừa nói rồi. Em xin phép cắt ngang tí, tại vì hôm trước hôm qua em có chuyển cái file CT DICOM qua bên bộ phận công nghệ thông tin bên đấy, xem có anh có xem có chuyển lên được không ạ? Tức là bệnh viện Gia Lai có chuyển cái file CT DICOM lên qua cổng thông tin của hội chẩn ạ. Nhờ các anh bên đấy em có chiếu cái CT file DICOM lên được không ạ? Chủ công nghệ có tìm thấy không? Cái gì phải nói rõ? Dạ chúng tôi chưa nhận được đó. Để hỏi lại công nghệ thông tin ạ. Cái này chỉ được không anh? Chỉ được cái slide đấy. Không cho em mượn cái đó. Thấy không mất thời gian của mọi người. Phim các anh chị đẩy lên hệ thống là cái phim CT lần sau rồi ạ. Còn cái phim CT ngay lúc vào viện thì công nghệ thông tin thì em chưa nhận được ạ. À dạ vậy có thể cái file đấy nó bị xóa rồi ấy. Cái file chỉ có cái file cuối thôi. Vâng. Em xin bổ sung cái lúc mà khi vào viện ấy, thì em có siêu âm, khi mà siêu âm động mạch cánh tay ấy, thì em có đưa lên không lưu được hình ảnh. Nhưng mà có CT động mạch cảnh gốc, động mạch cảnh trung hai bên là không có huyết khối, ngay khi mà lúc vào viện là không có huyết khối ạ. Cái đấy em trực tiếp làm cái động mạch cảnh hai bên luôn. Vâng. Thì cũng có thể là nó tắc cái đoạn trong sọ ạ. Anh siêu âm thì anh chỉ nhìn được cái đoạn động mạch cảnh ngoài sọ đấy ạ, còn đoạn trong sọ thì mình không quan sát được.
Thì cái đó thì mình phải dựa vào CTA. Ở đây thì mình không chụp CTA thì mình chỉ có thể căn cứ vào cái CT sọ không tiêm thôi. CT sọ không tiêm thì trên nhu mô não thì chưa thấy tổn thương. Thì mình tìm những cái dấu hiệu gián tiếp của cục máu đông như em nói, đó là cái tăng tỷ trọng của động mạch não giữa bên phải ấy. Nhìn trên cái slide này thì em có thấy đấy, nhưng mà vì không có file gốc do đó thì em cũng không chỉ được cho anh chị ạ. Đó là cái hàng thứ tư, cái ngoài cùng bên tay phía trái của em ạ. Tay trái. Không được, mất rồi. Anh dùng nó lên đây em kệ, em không làm gì đâu nha. Không ạ. Chả bỏ, em cũng không chỉnh được nữa. Đây, cái nát này, đây. Đây, cái nát này, đầu phía mũi tên em chỉ. Đó, nó đấy, rồi. Đây, đầu cái mũi tên em chỉ đó. Thì rõ ràng là mình nhìn thấy là nó có tăng tỷ trọng của động mạch nào giữa đấy ạ. Thì đây cũng là một trong những cái dấu hiệu gợi ý của huyết khối gây tắc mạch đấy ạ. Xin có ý kiến luôn. Vâng, tôi xin có ý kiến trước bác sĩ Văn một chút ạ. Bệnh nhân này thì lúc đầu vào thì cái dấu hiệu gián tiếp của CT thì mình đã bỏ qua. Nhưng mà nếu như cái phim này có bình thường đi chăng nữa thì sau đấy đến cái thời điểm cái phim CT tiếp theo là cái thời điểm mình phát hiện đột quỵ, mà coi như thời điểm bắt đầu lúc vào viện chưa có đột quỵ thì đến cái thời điểm sau cũng là đột quỵ phát hiện muộn rồi ạ. Khi đấy thì là đã có hình ở trên cái hình giảm tỷ trọng rất là rõ ở trên phim CT và cái điểm aspect lúc đấy là còn rất là thấp, điểm NIS rất cao, cho nên cái giai đoạn này thì bệnh nhân muộn không còn chỉ định hút huyết khối hay là điều trị tiêu sợi huyết nữa. Chúng ta thống nhất với nhau điều đấy. Và cái điều trị tiếp theo là mặc dù bệnh nhân có rất chi là nhiều huyết khối thì nhưng mà cái điều trị chống đông ở đây thì có chỉ định hay không? Với những bệnh nhân mà đột quỵ từ mức vừa trở lên thì trong vòng 48 giờ cái việc dùng thuốc chống đông thực thụ tức là heparin chuẩn rồi heparin trọng lượng phân tử thấp, kháng vitamin K và các NOAC người ta đều cân nhắc là không cho trong vòng 48 giờ. Trừ là có tai biến thoáng qua TIA thì người ta sẽ cho trong vòng một ngày. Và cái guideline của ESC mà gần năm gần đây thì người ta có cái quy tắc là 1-3-6-12, tức là điểm đột quỵ nhẹ TIA thì sẽ là một ngày dùng khởi phát dùng chống đông. Còn nếu đột quỵ vừa, đột quỵ nhẹ, đột quỵ vừa và đột quỵ nặng, tức là đột quỵ thế nào gọi là nhẹ, tức là dưới điểm NIS dưới 8 thì người ta có thể cho cân nhắc trong vòng 3 ngày. Đột quỵ vừa là điểm NIS từ 8 đến 15 thì người ta cho trong vòng 6 ngày. Thế còn trên 16 điểm thì người ta phải chờ đến qua 12 ngày, tất nhiên là cũng cân nhắc trên lâm sàng nữa. Nếu như không có cái không chúng ta không đánh giá cái này thì nhìn trên CT chúng ta còn đánh giá sơ bộ là cái đột quỵ lớn là khi mà diện tích cái vùng tổn thương, cái vùng thiếu máu là dưới là trên 1/3 cái vùng tưới máu của động mạch não giữa hoặc trên 1/2 cái vùng tưới máu của động mạch não sau thì người ta sẽ là dùng vùng đột quỵ lớn và lúc đấy thì người ta sẽ cân nhắc không cho cái chống đông thực thụ ngay trong vòng trong cái thời gian là trong vòng 2 tuần mà người ta phải chờ qua 2 tuần cho nên bệnh nhân này đã bị chuyển dạng xuất huyết. Cho nên là cái sau đấy thì bây giờ với một cái đột quỵ nặng như thế này chắc là chúng ta cũng chỉ chờ đợi là bệnh nhân có thể có hồi phục được hay không và xem là những cái điều trị giảm nhẹ sau này có thể là mở sọ giảm áp hay là gì đấy thôi, chứ còn về mặt cứu vãn cái chức năng thần kinh thì chắc là khó, cũng như là cái chức năng sống nếu như bây giờ các dấu hiệu sinh tồn như này là bệnh nhân cũng đã khá là nặng rồi.
Về cái nguyên nhân của đột quỵ thì cái nguyên nhân của cái huyết khối này thì tôi cũng nghĩ là nhiều khả năng nó do tim, bởi vì bệnh nhân có cái huyết khối đi khá là nhiều nơi, thì thường là nếu mà từ một cái trung tâm là từ tim thì bay đi, thì và chúng tôi cũng đã gặp những bệnh nhân ở ở bệnh viện tim Hà Nội là bệnh nhân đột quỵ sau khi tiêu sợi huyết xong, bệnh nhân tỉnh vì lúc vào là bệnh nhân mê, thì phát hiện ra thêm là nhồi máu mạc treo, rồi là nhồi máu ở mạch chi nữa. Và người ta cũng có khuyến cáo, và tất nhiên các cái khuyến cáo khi mà có bệnh nhân để mà phát hiện dung nhĩ cơn, thì cái này phần lớn người ta có thể người ta quy cho dung nhĩ cơn, thì thậm chí là người ta phải đeo Holter đến tận 72 giờ để phát hiện ra xem là bệnh nhân, để tầm soát cho bệnh nhân có cái dung nhĩ cơn hay không. Và cái đấy là những bệnh nhân này có tăng huyết áp, có tiểu đường, có giảm chức năng tim, thì hoàn toàn bệnh nhân có thể có dung nhĩ cơn, là cái bệnh lý mà cũng dễ giải thích hơn là những cái rối loạn đông máu toàn thân, hay là những cái cơn mà ở đây các bạn dùng là, các anh chị dùng là cái cơn bão huyết khối. Thì tôi nghĩ là cái việc mà cái nguyên nhân mà mình hay gặp hơn thì có lẽ là cái dung nhĩ. Còn về phần can thiệp thì xin mời bác sĩ Văn ạ. Vâng ạ, thì tôi cũng đồng ý tán thành với lại tất cả các chuyên gia của đầu khẩu tim Hà Nội. Thế thì để nó rõ hơn ý, thì có lẽ là tôi sẽ đi qua rất là nhanh ngay từ đầu thôi ạ, để chúng ta có một cái hình tổng quát. Thì bệnh nhân này thì cái triệu chứng xảy ra chúng ta rất đột ngột, đúng không ạ? Đang giặt thì đau chân tay rồi ngã. Như vậy thì có một triệu chứng gì rất bất thường của thần kinh. Nếu trẻ tắc mạch tay bình thường thì không bao giờ ngã cả, điều đó chắc chắn. Như vậy có cái gì đó ở thần kinh cho não. Và khi vào viện, nếu chúng ta có rối loạn ý thức, đúng không ạ? Nhưng chúng ta khám, mặc dù chúng ta khám rối loạn ý thức nhưng không thấy liệt, đúng không ạ? Sau đấy chúng ta phát hiện được cái lạnh tay, và chúng ta siêu âm thì có huyết khối cánh tay, mà chúng ta đi sâu cánh tay mà chúng ta bỏ qua tất cả cái khác nữa. Anh bác sĩ cũng nói rồi. Như vậy có phải có lẽ là cái lúc mà bị cái cơn đột quỵ ngã đầu tiên ấy, có thể là bị tổn hại não sau gây rối loạn ý thức, mà bệnh nhân chúng ta vào khám mà không liệt, mặc dù có rối loạn ý thức, thì điều đó khá logic thôi ạ. Đi tiếp bước nữa, mà lúc đầu vào viện ấy, cái điện tim chúng ta thấy là không biến đổi gì cả, đúng không? Nó chỉ là cái dung nhĩ, còn là dung nhĩ cộng với tăng cái chất trái, nhưng mà không có dấu hiệu tê âm ở cái chuyện trước tim. Nhưng sau 2 ngày chúng ta thấy có dấu hiệu tê âm ở chuyện trước tim. Như vậy thì cái câu trả lời thứ nhất là có phải nguồn gốc huyết khối ở đâu, thì trong trường hợp này thì nguồn gốc từ tim tôi nghĩ là hợp lý nhất, bởi vì từ tim nó có thể bắn lên não, bắn lên cánh tay, sau đó không loại trừ bắn lên vào vành luôn, đúng không ạ? Bởi vì trong một ngày chúng ta thấy thì vào viện tim chỉ có tăng cái trái thôi, dung nhĩ, sau đó thì có nhiều máu cơ tim mà điện tim âm xuống hẳn như thế. Đó là cái hình huyết khối. Để trả lời câu hỏi thứ hai nữa là có hay không tiêu sợi huyết trong ngay từ đầu, thì nhìn chung ấy, nếu chúng ta có CTA, bởi chúng ta không có CTA, nếu chúng như ở viện chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi có CTA, chúng tôi đồng loạt một khi có như này chúng tôi sẽ chụp đồng loạt CTA cả động mạch não nữa, chúng ta sẽ biết được tổn thương rộng như nào, từ đó chúng tôi sẽ có chiến lược cụ thể. Nhưng đối với các bạn rất là thiếu thông tin thì với có tiêu huyết khối hay không, nếu mà có CTA ngay từ đầu, nếu trong trường hợp mà có tổn thương huyết khối, tổn thương mạch não nữa, mà trong trường hợp viện Gia Lai mà không có đi ra đây để lấy huyết khối ra, thì trong như vào các bạn là ngay 3 giờ đầu tiên, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này là sẽ có chỉ định tiêu huyết khối cho mạch não, sau đó ngay tiêu huyết khối phải chuyển đến trung tâm tim mạch có khả năng lấy huyết khối cho người bệnh ngay và luôn. Sau đó tại trung tâm đấy họ vừa lấy huyết khối vừa lấy cái điều trị cái huyết khối ngay sau. Đấy, cần tôi nói là lúc ở viện đấy ạ, tôi không nói sau này các bạn điều trị sau. Còn trong trường hợp có đi đây thì có huyết khối trong hợp hay không thì như này ạ, chúng ta phải nhìn lại chỉ định huyết khối thì phụ thuộc vào giờ và nhân viên viện, điểm NIST lâm sàng và điểm aspect trên CT, đúng không ạ? Thì điểm NIST lâm sàng thì trong trường hợp này mà có tổn thương nhu mô não rồi thì chắc chắn thì chúng ta phải dựa đến aspect nữa. Và thời gian có 2 mốc, nếu thời gian và chúng ta là 6 giờ mà điểm aspect 6 thì dưới 6 điểm thì đương nhiên trường hợp này kể cả dưới 6 giờ cũng không có chỉ định lấy khối, phải tổn thương não quá nặng lấy bằng không thôi. Trường hợp thứ hai điểm aspect trên 6, 7, 8 chẳng hạn thì dưới 6 giờ thì chúng ta có chỉ định lấy khối. Và trong trường hợp nữa đặc biệt, mặc dù trên 6 giờ nhưng điểm aspect và chúng ta nó trên 6, 7, 8 thì lúc đấy chúng ta mặc dù trên 6 giờ thì chúng ta phải làm thêm cái xét nghiệm tưới máu, tức là chúng tôi các bạn có thể không có MRI hoặc CT tưới máu não. Nếu mà điểm plumpra, cái vùng nhồi máu vùng tranh tối sáng ấy, nó còn sống nhiều thì chúng ta có thể
mặc dù trên sơ hở chúng ta vẫn có thể tiến hành để lấy huyết khối. Câu hỏi thứ năm của các bạn là việc sử dụng chống đông bệnh nhân này thì các bác sĩ Hương cũng đã trả lời cho các bạn rồi, tôi không nhắc lại nữa. Trong bối cảnh câu 6 là trong bối cảnh huyết khối động mạch cánh tay, vừa khối động mạch cánh tay vừa nhồi máu não, vừa nhồi máu cơ tim thì xử lý như thế nào? Câu này thực ra là nó case by case, không trả lời được cùng một cây này cho tất cả cái khác. Thì ưu tiên điều trị trong hợp vừa nhồi máu não, vừa nhồi máu cơ tim, vừa huyết khối động mạch ngoại biên. Trong mặt cụ thể các bạn là cánh tay thì bao giờ ưu tiên xử lý nhồi máu não trước, xong đến nhồi máu cơ tim và sau đó cuối cùng mới là cánh tay, mới là ngoại biên. Thế trong trường hợp mà chúng ta có CTA dẫn đường như ở chúng tôi sẽ có dẫn đường hết toàn bộ, có CTA toàn bộ. Nếu huyết khối mạch não mà nhỏ thôi, trường thứ nhất, mà không cần CTA thì chúng tôi sẽ can thiệp nhồi máu cơ tim, sau đó quay lại can thiệp mạch vi. Còn mạch não nhỏ thì chúng tôi chỗ nhỏ chúng tôi sẽ điều trị nội khoa. Trong trường hợp thứ hai rõ ràng hơn là vừa có huyết khối mạch não ở mạch lớn và cái nhóm cơ tim và có ngoại biên thì chúng tôi sẽ chắc chắn mới phải ưu tiên não trước và đi can thiệp mạch não, lấy huyết khối mạch não trước đầu tiên, sau đó chúng tôi mới quay lại nhờ một can thiệp cơ tim và cuối cùng mới là ngoại biên. Câu hỏi có trả lời của tôi như vậy không, là không biết bệnh viện các bạn cũng như các bệnh viện đầu cầu các bạn có ý kiến tham vấn không ạ? Xin mời đầu cầu Gia Lai, các bạn nghe rõ và các bạn có vấn đề gì về bàn luận nữa không? Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Văn và cảm ơn các thầy ở ngoài Hà Nội. Em có một cái thắc mắc với bệnh nhân này, tại vì bệnh nhân này vào em tiếp cận thì em có xem qua. Ngay lúc vào thì bệnh nhân chi giác thì vẫn còn tiếp xúc tương đối tốt, bệnh nhân kêu ca rất là nhiều và nói chuyện rất là tốt ạ. Vận động thì bệnh nhân này cái tay bị thì bị bên sau này chụp CT mới biết thì bị nó bị bán cầu bên phải, nhưng mà cái tay bên trái bệnh nhân lúc đấy là vận động hoàn toàn bình thường ạ. Đấy, có nghĩa là cái chi giác ban đầu em đánh giá là không có vấn đề gì về chi giác, mặc dù bệnh nhân em nghĩ là bệnh nhân đau dữ dội quá và bệnh nhân rất khó thở trong tình trạng phù phổi cấp, và cái đau cái tay bên phải và em cho là nó vận động tay bên phải yếu là do cái bị tắc mạch chi, cho nên vận động bên phải là tập trung vào cái tay bên phải, và tay bên phải bệnh nhân rất là đau. Đau đụng khi mà siêu âm tay bệnh nhân đau ghê lắm, đau cái tay bên phải và cho là cái vật vã chủ yếu là do cái đau, thì có lẽ đấy cũng là một cái điểm để mà chúng em bỏ sót cái vấn đề triệu chứng về thần kinh nếu có thể khám kỹ hơn. Cộng với lại CT lúc vào thì cũng đánh giá là nó không có vấn đề gì thì cũng hơi chủ quan cái chỗ này. Sau đó thì đến chuyển qua phẫu thuật để lấy huyết khối, thì cho đến lúc mà huyết khối thì chi giác bệnh nhân vẫn còn trên phòng mổ thì vẫn tốt. Em nghĩ là lúc đầu thì cái vấn đề triệu chứng đột quỵ về mạch não thì xuất hiện ngay từ lúc đầu vào thì em không bị đến, và trực tiếp em có làm cái siêu âm động mạch cảnh lúc đấy hai bên thì không hoàn toàn không huyết khối luôn, và em rất tiếc là không lưu lại được cái hình ảnh đó. Sau đó ngày hôm sau, sáng hôm sau thì các bạn siêu âm trực tiếp thì huyết khối đầy hai động mạch cảnh luôn, hai bên luôn chứ không phải một bên đâu ạ. Bên phải cũng có và bên trái cũng có, và nhưng mà bên triệu chứng nó xuất hiện ở cái phần bán cầu não phải như và vậy. Tiểu não bên trái nhiều. Và thế thì em thắc mắc cái chỗ là có hay không là cái tình trạng huyết khối nó đang tiếp tục xảy ra ngay khi bệnh nhân nó đã vào viện. Bệnh nhân đã vào viện, đang vào viện và cái huyết khối vẫn tiếp tục xảy ra và huyết khối mạch não nó xảy ra vào lúc đó. Thì đắn đo cái chỗ đấy ạ, xin ý kiến của thầy ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Toán. Thực ra thì trong cái điều kiện của bệnh viện Lai như thế các bạn đã làm tối đa rồi đúng không ạ? Các bạn đã chụp CT, đã phẫu thuật lấy huyết khối và triệu chứng lâm sàng các bạn đã nắm rất là rõ. Thì thực ra tôi cũng đã được biết những cái trường hợp ngay cả những viện lớn, viện rất lớn thì khi xử lý theo đúng như phác đồ thì nhiều khi tiến triển của bệnh nhân nó cũng rất là tệ, chứ không phải trường hợp nào nó cũng tốt đâu. Cho nên là cái việc mà các bạn xử lý như này thì cũng đã là tối đa rồi. Còn cái việc mà huyết khối có thể nó, vì chúng ta phân tích như trên, cái khả năng nhiều là do từ tim và nó do những cái cơn dung nhĩ ngắn nó hình thành. Thế thì cái việc mà nó có thể sau cái khi tắc động mạch cánh tay thì huyết khối vẫn có thể nó hình thành và nó gây tắc mạch não. Cho nên cái chuyện đó là có thể chúng ta hiểu được. Và tôi nghĩ rằng là các bạn đã làm rất là tốt. Cũng như là các cái tư vấn của Bệnh viện Tim Hà Nội thì nó mang tính chất là vừa là kinh nghiệm vừa là lý thuyết. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng 100% như vậy các bạn. Xin mời còn đồng nghiệp nào có ý kiến khác không ạ?
Thưa thầy, quý thầy cô cho em xin có ý kiến một chút xíu. Tức là cái ca này thì sau khi bác khoa tim mạch đã can thiệp phẫu thuật cái mạch cánh tay thì phát hiện ra đột quỵ thì có mời bên khoa em xuống. Tại vì khoa bên em là có làm đột quỵ tiêu sợi huyết. Thì thật ra tụi em đã triển khai làm được cũng khoảng gần 40 ca rồi. Thì trong cái ca này khi mà xuống nó khám thì thấy cái hình ảnh mà tổn thương mà giảm nồng độ trên CT nó rõ như vậy. Thì em nghĩ cái chuyện mà đột quỵ của bệnh nhân nó đã xảy ra ít nhất phải trên 4 tiếng đồng hồ, phải lâu lắm rồi nó mới giảm được một cái nồng độ và nặng như vậy. Thì thật ra mà tổn thương cái động mạch não giữa hoặc là động mạch cảnh trong mà để nó giảm cái nồng độ như vậy thì thường mà tắc mạch lớn mà để giảm nồng độ như vậy thì nhanh nhất cũng phải 4 tiếng mình mới thấy giảm cái nồng độ như nồng độ rõ trên CT. Cái thứ hai là cái ca này khi mời xuống bên khoa bác toán mời xuống để làm xem thì có làm tiêu sợi huyết hay không á, thì cái ca này nó chống chỉ định. Vậy thì thứ nhất mình mới mổ cái động mạch cánh tay xong là nó đã chống chỉ định rồi. Cái thứ hai nữa là một cái giảm nồng độ rõ như thế mà cái điểm đít cao như thế thì cái này nó cũng không còn chỉ định dùng thuốc để tiêu sợi huyết nữa. Cái thứ ba, nếu mình giả định cái ca bị ngay từ ban đầu thì em nghĩ mình có làm mình hút huyết khối theo đường động mạch cũng không còn chỉ định nữa, giống như thầy mới nói, tức là nó đã quá 6 tiếng mà chưa chắc gì cái thang điểm áp bét nó còn tốt, ví dụ nó phải trên 6 điểm mà trong vòng thời gian 6 tiếng thì mình mới có thể làm được. Mà cái vấn đề em cũng rất là phân vân ở trên bệnh nhân này là vì sao họ có cái huyết khối mà nó hệ thống nhiều như vậy. Và cái vấn đề đặt ngay từ đầu là em nghĩ nếu cái ca này phát hiện ngay từ đầu mình có thể dùng tiêu sợi huyết ngay từ đầu thì cái kết quả nó có lẽ khả quan hơn. Còn cái vấn đề bây giờ cái ca này hiện tại là đã chuyển xuất huyết HI2 rồi, cho nên cái vấn đề điều trị là phải ngưng hết các cái thống thuốc chống cái tập tiểu cầu, phải kiểm soát huyết áp cho tốt, chứ không lại ca này sẽ chuyển dạng xuất huyết thành BI1 hoặc BI2 thì vấn đề rất là trầm trọng và có thể bệnh nhân tử vong rất là nhanh. Em xin hết. Vâng, xin cảm ơn đồng nghiệp ở đầu cầu Gia Lai. Còn ai ý kiến khác không ạ? Các chuyên gia Viện Tim Hà Nội có ý kiến gì không? Thống nhất chứ? Vâng, chúng tôi cũng thống nhất với các phân tích của bác sĩ. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc ca này ở đây đúng không ạ? Còn cái hướng điều trị tương lai thì đã, lúc nãy bác sĩ An đã nói rồi. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô ngoài bệnh viện tim và xin chào các đồng nghiệp ạ. Vâng, xin cảm ơn đồng nghiệp ở tỉnh Gia Lai. Bây giờ chúng ta xin quay lại